trộn thức ăn cho Hunter Winter quay. Trộn thức ăn cho Winter nha. Winter là dòng Hunter nhỏ nên hôm nay cô sẽ trộn những loại hạt dành cho cái dòng nhỏ ha. Đầu tiên thì cô sẽ sử dụng gói H2 ha. Thì gói H2 được sản xuất theo tiêu chuẩn dinh dưỡng của Đức á. Thì trong cái thành phần của gói này thì nó có 33 thành phần. Chất đạm thì cao hơn chất béo và nó cung cấp đến 15% protein, nó rất là giàu chất xơ, thúc đẩy quá trình tiêu hóa được dễ dàng ha. Thì đàn Winter của cô nó được 6 bé cho nên là cô sẽ trộn 2 muỗng ha, 2 muỗng đầy. Kế đến đó là thức ăn gì, thức ăn của nội địa Trung ha. Thức ăn này thì dành cho mọi loại hamster luôn. Nó rất là giàu chất đạm và protein. Chất đạm chiếm đến 15% và protein là 6,5% ha. Rất là dỗ, nó dỗ béo cho hamster rất là hiệu quả luôn ha. Tiếp theo là gói ngô thảo mộc ha. Đây là một loại thức ăn đa dạng thành phần luôn, gồm có hoa khô và trái cây khô ha. Hạt nén thì nó chỉ chiếm một lượng nhỏ thôi. Rồi khi mà chúng ta mở cái gói này ra nó rất là thơm, cái mùi vị thuốc bắc á, rất là dễ chịu luôn ha. Và kế đến đó là thức ăn crispy của hãng Vecelaga ha. Thì trong cái thành phần của cái hãng này thì nó chứa chất dinh dưỡng rất là cần thiết cho bộ lông và giúp cho bộ lông bóng mượt và chắc khỏe luôn ha. Thì thức ăn này nó thiên về là lông ha, giúp lông chắc khỏe bóng đẹp ha. Và kế đến là thức ăn nén phòng của hãng West 88 ha. Rất là giàu chất đạm và canxi, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Đặc biệt là bột cá Hirovian và sữa bột nguyên kem, nó làm tăng hàm lượng đạm và canxi cao để ra tạo ra độ giòn cho cái viên á. Thì cô cũng sẽ sử dụng một muỗng thôi ha, một muỗng đầy. Và tiếp theo là đến thức ăn dặm ha. Đầu tiên là sâu. Đây là một loại thức ăn mà ta nên bổ sung hàng ngày cho các bé nha. Vì nó bổ sung protein và tăng sức đề kháng ha. Thì ta cũng sẽ dùng một muỗng đi ha. Và cái đến là đậu hũ sấy khô, rất là giòn thơm thanh nhiệt cơ thể ha. Ta cũng bổ sung hàng ngày cho các bé ăn ha. Tiếp theo là kiwi sấy giòn, rất là giàu chất xơ, chống táo bón và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của da ha. Thì cô cũng sẽ dùng 2 khoanh ha, nhưng mà nên cắt nhỏ ra cho chia đều cho các bé ăn ha, để nó không có giành giật nhau á. Và cái đến đó là sữa chua sấy lạnh ha. Đây là một loại thức ăn bổ dưỡng rất tốt cho hệ tiêu hóa và nó giúp làm đẹp lông ha. Nó có 3 vị, vị đây là vị Việt Quốc nè, thì cô cũng sẽ cho nó 2-3 viên gì đấy ha. Và cái đến là vị cà rốt, phô mai cà rốt ha. Cái này thì các bạn nên cho ăn ít thôi ha, thì nó là sữa chua cho nên là mình để lâu nó sẽ mềm ha. Và còn một vị đó là chuối ha. Vị chuối ta nên bổ sung đầy đủ chất cho các bé luôn đi ha. Và cái đến đó là một ít kỹ tử để giúp cho đôi mắt của bé luôn được khỏe mạnh ha. Ta cũng cho thêm một ít thôi. Và thêm vài viên bánh cookie bi. Vị sữa, cookie bi sữa, vị trái cây ha. Cái này thì nó có độ vòn, có độ ngọt vừa phải thôi, nó không có gây ngấy ha. Và cái đến đó là thêm một ít lòng đỏ trứng gà sấy. Giúp nó rất là tốt cho lông và mắt của bé ha. Và thêm một viên pudding sữa dê. Thì cái viên pudding sữa dê nó sẽ bổ sung lợi khuẩn và canxi ha. Thì bảy bé thì chúng ta chỉ cho một viên thôi, thì cái này ăn trong ngày thôi ha. Thì để qua ngày thì nó sẽ bị mềm, nó không có còn ngon nữa ha. Và khi cho ăn thì chúng ta nên chia đều ra ha, để các bé nó không có giành giật nhau ha. Và cuối cùng là thêm một ít mè để hỗ trợ hệ tiêu hóa cho các bé nha, và nó chống bị tiêu chảy ha. Mà quên, cho thêm vài viên mài răng vị sữa ha, giúp cho các bé thư giãn. Đây là một loại thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng luôn ha, hỗ trợ cho các bé là bị suy dinh dưỡng và các mẹ bầu ha. Nếu mà các bé ở nhà của bạn mà nó chưa có được mập mạp thì nên trải nghiệm thức ăn này một lần xem sao nha.